BBTV Podcast. Thưa quý vị, thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc là các dạng khác. Chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều slogan cảnh báo về tác hại của thuốc lá trên các bao thuốc như hút thuốc lá dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn, hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, hút thuốc lá gây hôi miệng và hỏng răng, hút thuốc lá gây bệnh tim mạch. Hầu hết slogan tuyên truyền các tác hại này sẽ chủ yếu nhắm vào người hút thuốc lá trực tiếp, nhưng thực tế nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người không hút thuốc lá nhưng hít khói thuốc lá thường xuyên, tức là hút thuốc lá thụ động, còn nguy hiểm hơn người hút thuốc lá trực tiếp gấp 3 đến 4 lần. Nguyên nhân do khói thuốc thụ động chứa hàng ngàn các hóa chất, trong đó có khoảng 250 chất gây ung thư hay chất độc hại. Vậy sự nguy hiểm của hút thuốc lá thụ động là như thế nào? Hãy cùng với Minh Tuyết và Mỹ Duyên tìm hiểu câu trả lời trong podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Hút thuốc lá thụ động là hành vi hít phải hay còn gọi là phơi nhiễm khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Điều này không chỉ áp dụng cho thuốc lá truyền thống mà còn có thuốc lá điện tử. Hút thuốc lá thụ động gây ra những vấn đề sức khỏe tương tự như hút thuốc chủ động. Khói thuốc lá được cấu tạo từ hỗn hợp khí, bụi và hàng ngàn chất hóa học, trong đó có ít nhất 250 chất độc hại và chất gây ung thư, tiêu biểu như arsen, benzen, ammoniac, nicotine, dioxin. Khói thuốc lá đã bị cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư IARC thuộc WHO xếp vào các chất gây ung thư hạng 1. Khói thuốc lá rất có hại cho sức khỏe con người, dù chỉ là một khối lượng nhỏ. Khói thuốc lá có thể tồn tại trong không khí hơn 2 giờ, ngay cả khi không còn nhìn thấy và ngửi thấy dư lượng còn lại trong những vật dụng xung quanh trong thời gian dài như là quần áo, nội thất, rèm cửa. Do đó, dù hút thuốc lá ngoài ban công, ngoài đường, khói thuốc vẫn bám lại trên quần áo, trên cơ thể và trên miệng người hút thuốc. Khói thuốc lá thụ động xâm nhập vào cơ thể theo 3 cách là nuốt, hít và hấp thụ. Chúng ta có thể nuốt phải nicotine và các hóa chất khác từ khói thuốc. Nếu chạm vào bề mặt của khói thuốc, bám và đưa tay lên miệng, khói thuốc lá giải phóng các chất gây ô nhiễm vào không khí. Mọi người có thể hít phải những chất độc hại này bám trên vải, gỗ, mùng. Nicotine và các hóa chất khác còn sót lại sau khi hút thuốc có thể được hấp thụ qua da. Vậy nên người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống làm việc trong môi trường có khói thuốc lá cũng mắc các bệnh như người hút thuốc, thậm chí là nghiêm trọng hơn. Người không hút có thể trực tiếp nhận lượng khói thuốc tương đương với việc hút 5 điếu mỗi ngày và điều này gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Bởi lẽ, với người hút thuốc lá trực tiếp, khói thuốc trước khi vào phổi có đi qua đầu lọc, còn với người hút thụ động thì hít phải khói trực tiếp từ đầu điếu thuốc đang cháy và từ cả người hút phả ra. Theo bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mãn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương, việc hút thuốc lá thụ động có nhiều ảnh hưởng xấu đến các cơ quan trong cơ thể. Trong đó, hệ hô hấp là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất và dẫn đến các bệnh lý ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính cùng nhiều bệnh khác như ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư miệng. Trong thành phần của gói thuốc thì chúng ta thấy có rất nhiều chất độc. Người ta có thấy có đến 4.000 cái hóa chất độc, trong đó có hàng trăm chất có thể thấy ung thư. Thế thì các thành phần chính chúng ta có thể nghĩ tới thứ nhất đó là thành phần nicotine. Một vấn đề nữa là trong khói thuốc lá có rất nhiều hóa chất độc và đặc biệt là hóa chất ví dụ như chất oxit carbon, cái hắc ín, cái tác. Thì những cái đấy nó tác động trực tiếp tới các tế bào biểu mô của niêm mạc phế quản. Nó làm cho hệ thống miễn dịch tại chỗ của tổn thương tại chỗ, hệ thống bảo vệ của đường thở nó bị suy giảm. Thì ảnh hưởng cấp tính là gì? Là dưới tác dụng của khói thuốc ấy, thì những người mà hút thuốc lá trực tiếp hoặc hút thuốc lá thụ động thì sẽ có dễ hay bị nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Và lâu dài những cái hóa chất độc đấy nó làm biến đổi quá trình phát triển của các niêm mạc phế quản, nó gây nên những loạn sản, gây lên những cái biến đổi bất thường và chính vì thế nó gây nên cái bệnh lý rất nguy hiểm, ví dụ như là ung thư phổi. Bệnh nữa là tiềm tàng mãn tính nhưng ảnh hưởng rất nặng nề tới tình trạng sức khỏe, kinh tế gia đình và tàn phế, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi các bệnh lý khác ví dụ như hen phế quản, viêm phế quản mãn,
vân vân, rất nhiều những cái bệnh lý hô hấp ảnh hưởng trực tiếp vào khói thuốc lá. Ngoài thế, những cái bệnh lý cơ quan khác, ví dụ như gan, một số dạ dày, tiêu đường tiêu hóa, thì khói thuốc lá tưởng chừng chỉ ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp, nhưng người ta thấy rằng những người hút thuốc lá tỷ lệ ung thư gan, tỷ lệ ung thư dạ dày cao hơn hẳn đến 3 đến 4 lần so với những người không hút thuốc lá. Như vậy hút thuốc lá ngoài ảnh hưởng trực tiếp cơ quan hô hấp, nó ảnh hưởng toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm toàn cầu có hơn 8 triệu trường hợp tử vong vì thuốc lá, gồm 7 triệu người hút thuốc lá chủ động và khoảng 1,2 triệu người hút thuốc thụ động. Ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, hút thuốc lá là thói quen của nam giới. Chính vì điều đó làm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em, phần lớn trở thành người hút thuốc thụ động và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Vì đây là những đối tượng có sức đề kháng kém. Về vấn đề này, bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương phân tích. Việt Nam chúng ta thì người hút thuốc lá thì phần lớn là ở nam giới. Ví dụ như là 45% người nam giới hút thuốc lá, trong khi nữ giới chỉ có 1,1% thôi. Như vậy, trẻ con, phụ nữ là những người mà chịu ảnh hưởng lớn nhất từ khói thuốc hít phải, đó là hút thuốc lá thụ động. Đối với phụ nữ mang thai, khi hít vào khói thuốc lá thì nó xảy ra rất nhiều những tác dụng phụ. Cái thứ nhất là ngoài người mẹ phải chịu cái tác động trực tiếp của khói thuốc lá, chính bản thân cơ thể mình, và đặc biệt là cụ thể là những cái tác động lên cơ quan hô hấp, các bệnh lý ở cơ quan hô hấp, thì khi khói thuốc vào nó còn ảnh hưởng tới bé, tức là thai nhi nữa. Thì người ta đã chứng minh là khi người mẹ mang thai mà hít phải khói thuốc, hút thuốc lá thụ động ấy, thì sẽ gây một loạt những cái nguy hại đối với thai nhi. Ví dụ như trẻ sẽ bị thấp cân. Đấy. Có những dị dạng thai nhi khi mà đứa trẻ sinh ra, và đặc biệt là xảy ra thì thai chết lưu, có thể thai chết lưu hoặc là đẻ non. Và một lâu dài nữa là người ta sẽ thấy rằng là những đứa trẻ sinh ra ở những bà mẹ phải chịu gánh nặng về hút thuốc lá thụ động, hít phải khói thuốc lá, thì mai kia cái phổi của cháu bé cũng kém hơn. Cháu nó hay bị nhiễm trùng hô hấp, hay bị những bệnh phổi lâu dài về sau, ví dụ hen với quản, bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính, vân vân, những bệnh phổi khác nữa. Còn trẻ nhỏ thì chúng ta thấy một điều nữa là phổi của trẻ em thì nó đang giai đoạn phát triển. Thì khi hút thuốc lá thụ động, tức hít phải thuốc lá, thì nó sẽ chịu tác động của hai cái vấn đề chính. Cái thứ nhất, chịu tác động trực tiếp của cái chất nicotine ở trong thuốc lá. Những cái chất này nó làm ảnh hưởng rất nặng nề, rất là tới cái sự phát triển của não bộ ở trẻ, khi mà não đứa trẻ nó đang ở thời đoạn phát triển chưa hoàn thiện. Cái thứ hai nữa là những cái chất độc ở trong khói thuốc lá thì nó gây những cái bệnh lý về hô hấp. Trẻ hút thuốc lá dễ bị nhiễm trùng hô hấp cấp tính hơn, lâu dài dễ bị những ảnh hưởng lâu dài về bệnh phổi hơn. Thậm chí kể cả những cái bệnh như ung thư phổi rồi các bệnh phổi mãn tính sau này. Đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì thấy cơ thể không được khỏe, cơn ho đến nhiều và dồn dập, người gầy giặc đi. Chị TTV, 40 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, được chỉ định ra làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Ca Hà Nội và nhận kết luận đã bị ung thư phổi giai đoạn 3. Khi nhận thông tin đó, chị V hoang mang, mơ hồ bởi không biết nguyên nhân do đâu mà bản thân phải mang án tử. Nhưng sau khi bác sĩ hỏi tiền sử bản thân và gia đình chị có ai thường xuyên hút thuốc không, thì chị mới cho biết có chồng thường xuyên hút thuốc lá. Đó cũng là một trong số nguyên nhân khiến chị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Đau ngực, khó thở, ho kéo dài, đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, bà PTB, 60 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bị sốc khi trong phổi có khối u. Chụp CT lồng ngực và làm các xét nghiệm cần thiết, bà được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4 và chuyển sang Bệnh viện Ung bướu Hà Nội điều trị. Bà B chia sẻ, nhận tin mình bị ung thư phổi, bà không tin là sự thật vì mình vốn khỏe mạnh, không nghiện rượu, thuốc lá. Tuy nhiên khi các bác sĩ hỏi trong gia đình có người hút thuốc lá hay không, bà B mới vỡ lẽ, chồng là người nghiện thuốc lá đã 25 năm nay. Ngày hút hết một bao thuốc, bà B hít phải khói thuốc lá trong nhiều năm. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến bà mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chị V và bà B chỉ là hai trong rất nhiều những nạn nhân của hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc thụ động đã khiến biết bao phụ nữ, trẻ em, người già phải gánh chịu hậu quả về sức khỏe.
Trên thực tế thì ở Việt Nam, luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013 đã quy định rõ các địa điểm cấm hút thuốc lá, trong đó các khu vực cấm hút thuốc lá hoàn toàn là cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí, dành riêng cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, khu vực trong nhà, các nơi công cộng. Tuy nhiên, việc thực thi luật vẫn còn hạn chế do không đủ người đi kiểm tra, xử phạt. Vì vậy, vẫn còn nhiều hành vi hút thuốc lá ở những địa điểm bị cấm. Để giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá hiện nay, bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương đề xuất. Một điều chúng ta cũng khẳng định là cái luật phòng chống thuốc lá tuy chúng ta đã ban hành, nhưng áp dụng vào thực tế nó còn có những bất cập và có những hạn chế. Và trong thời gian tới thì Bộ Y tế tiếp tục có những hướng dẫn cụ thể để giúp cho để thực thi cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thì bên cạnh đó chúng ta trước mắt chúng ta làm một cái gì? Số 1 là chúng ta nên xây dựng môi trường không khói thuốc. Và cái đấy trong ngành y tế cũng phối hợp với cả các cơ quan đoàn thể ban ngành đã thực hiện rất là tốt. Trường học không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc, nhà hàng, quán ăn không khói thuốc. Cái vấn đề cái số 1 là như thế. Cái số 2 nữa là chúng ta đánh giá cái vai trò của người đứng đầu cơ quan về gắn trách nhiệm đối với thực thi cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thì chỉ như thế thì kết hợp với cả những cái cơ quan đoàn thể, ví dụ công đoàn, đoàn thanh niên đi vào, tức là gắn vào cả công tác thi đua trong đơn vị, thì chúng ta thực hiện để xây dựng tiếp mạnh mẽ hơn cái môi trường không khói thuốc. Và xa hơn nữa, chúng ta tuy là chúng ta để cấm thì không để là cấm lưu hành được, thì có nhiều yếu tố tác động, nhưng đã chứng minh rằng khi mà cái tăng cái nguồn thuế, kiểm soát tốt về cái nhập thuốc lá, thì khi thuế tăng lên thì chắc chắn thì sử dụng thuốc lá sẽ giảm đi, và như vậy đã chứng minh được rằng cái ảnh hưởng nguy hại nó sẽ giảm đối với cái chính sách chúng ta là tăng cái giá và thuế thuốc lá lên. Như vậy, giải pháp giúp ngăn ngừa nhiễm khói thuốc lá là phải tạo môi trường sống không khói thuốc. Để làm được điều đó, trước hết người hút thuốc lá chủ động phải tự giác bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Trong trường hợp chưa thực hiện được ngay thì phải có ý thức hút thuốc ngoài không gian sống của gia đình, ngoài những địa điểm công cộng đã được quy định cấm hút thuốc lá, và đặc biệt là tránh xa trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người già. Bên cạnh sự tự quyết tâm của chính bản thân mình, những người hút thuốc lá thì người thân và cộng đồng cũng cần tích cực hơn nữa trong việc thuyết phục, tuyên truyền, vận động những người này tuân thủ theo đúng luật phòng chống tác hại thuốc lá. Tốt nhất là hãy bỏ thuốc lá trước tiên vì sức khỏe của bản thân và gia đình họ, rộng hơn nữa là cho cộng đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày mai.